Chiều mùng 5 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt nam ca sĩ Tuấn Hưng vì vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng xác nhận thông tin phòng tư pháp quận Hoàn Kiếm đang xem xét xử phạt ông Nguyễn Tuấn Hưng, tức ca sĩ Tuấn Hưng, về hành vi vi phạm tiếng ồn ở nơi công cộng. Theo đó, nam ca sĩ này thường tự ý tổ chức live show tại ban công nhà riêng trên phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền mà không thông báo và có sự đồng ý của lực lượng chức năng. Tối 4 tháng 9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức live show ở ban công tại nhà riêng của mình nằm trên phố Hàng Khay. Tuy nhiên, chưa thông báo và xin giấy phép của chính quyền địa phương. Điều này vi phạm hành chính về biểu diễn nghệ thuật. Với lỗi trên, theo quy định thì ca sĩ Tuấn Hưng sẽ bị xem xét xử phạt từ 12 đến 15 triệu đồng. Cũng theo vị lãnh đạo trên, việc làm trên rất nguy hiểm vì có thể dẫn tới cháy nổ, mất an ninh trật tự vì không có kịch bản, phương án bảo vệ. Theo báo cáo, tối 4 tháng 9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức đêm nhạc tại nhà riêng để phục vụ miễn phí cho người hâm mộ. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần, ban công ngôi nhà lại hướng ra không gian phố đi bộ Hồ Gươm nên thu hút hàng ngàn khán giả tập trung. Trên fanpage cá nhân, ca sĩ sinh năm 1978 cũng chia sẻ những hình ảnh về buổi live show. Qua hình ảnh cho thấy từ góc ban công, phía dưới khu vực phố đi bộ đông nghịt người tụ tập, cổ vũ và reo hò. Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Hưng tổ chức live show ngay tại chính ban công của nhà mình trên phố Hàng Khay. Thời gian gần đây, anh liên tục tổ chức các đêm nhạc tương tự vào dịp cuối tuần. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm hoan nghênh các hoạt động cộng đồng không thu phí của ca sĩ, nhưng việc nam ca sĩ tự ý tổ chức những buổi biểu diễn có sự tham gia đông người, tiềm ẩn nhiều rủi ro như không đảm bảo về phòng dịch, an ninh trật tự cũng như công tác phòng cháy chữa cháy hoặc các sự cố khác. Hiện tại, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ trước khi ra quyết định xử phạt nam ca sĩ Tuấn Hưng.